Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học truyện tranh. Các bạn có nhận ra đây là nhân vật nào không nhỉ? Đúng rồi, đây chính xác là Shinosuke trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Shin, cậu bé bút chì. Trong video ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng gia đình Nohara đặt chân đến đất nước Mexico xinh đẹp và xem điều thú vị nào đang chờ họ khám phá nhé. Movie 23, câu chuyện chuyển nhà của tớ, cuộc tấn công của đội quân Sương Rồng, bắt đầu. Như bao buổi sáng khác, mẹ Misae đang bận rộn chăm lo cho mấy nhóc tì. Kushin lại bày cái trò que xịt quen thuộc đây. Mới sáng sớm mà nhà cửa đã om xoàm rồi, bố Hiroshi nhanh chóng đi làm. Xe buýt đến nhà, rước Kushin đi học, nhưng cô cậu lại nói với cô rằng Shin sẽ đến sau ạ. Thế là xe đi mất, mẹ lại phải đạp xe lách cách đưa nhóc con đến trường. Nohara Shinosuke nói là làm, vừa đến lớp đã que xịt ngay vào luôn. Tại công ty Futaba, bố Hiroshi được cấp trên cho dùng thử món mới. Được biết, gần đây, tại thị trấn Mar del Cuauhtlaca ở Mexico, người ta đã tìm thấy một loại xương rồng cực kỳ hiếm. Thứ mà bố Hiroshi vừa ăn là mật chảy ra từ quả xương rồng, mùi vị thì khỏi phải bàn luôn. Nhìn thấu được tiềm năng của loại mật này, công ty đã quyết định đầu tư và mở thêm một chi nhánh tại thị trấn này. Nhưng vấn đề là, ai sẽ quán xuyến công việc tại nơi xa xứ nhỉ? Ganbatte, Nohara bucho. Và thế là, bố Hiroshi sẽ tuyên chuyển công tác đến Mexico. Về nhà, Shin cũng được thưởng thức thứ mật quý hiếm ấy. Cô cậu tấm tắc khen ngon. Ăn ít thôi, còn để ăn tối. Ông con nũng nịu nịnh mẹ ngay. Nịnh không được, thì quay ra bảo mẹ là quỷ quái keo kiệt. Màn đêm buông xuống, hai em bé Shin và Hima đã ngủ từ bao giờ. Bố vẫn thao thức, nhìn tờ đơn chuyển công tác. Mẹ thấy vậy, bố liền đánh trống làng. Qua mặt trụy là không có dễ nhé. Ra bàn ngồi nói chuyện mau. Chuyến công tác lần này ít nhất cũng phải 2 hoặc có thể là 3 năm. Nếu đi lâu như vậy, Himawari khi lớn chắc chẳng còn nhớ mặt bố ấy chứ. Bố chống chế, vẫn có thể liên lạc qua điện thoại mà. Chỉ chuốc lấy đau khổ thôi, đừng có suy nghĩ đơn giản như vậy. Mẹ Mise quát lớn, vô tình đánh thức Shin. Cậu mơ màng hỏi bố mẹ đang cãi nhau sao? Hay là chuyện tình yêu? Sáng hôm sau, cả gia đình cùng ngồi chơi bên hiên nhà. Bố mẹ nhìn nhau, rồi hỏi Shin rằng, cậu có muốn sang Mexico cùng bố không? Nếu đi, cậu sẽ phải tạm rời xa Kasukabe, nơi có bạn bè, có những người hàng xóm đáng quý và cả những chị gái xinh đẹp nữa. Cụ cậu lập tức đồng ý luôn, bố không ở bên Shin là không được mà. Đúng vậy, bố mà không ở cạnh gia đình thì đâu còn là người đàn ông thực thụ nữa. Thế mới nói, tình cảm gia đình là thứ tình cảm rất đỗi thiêng liêng. Khi đến Mexico, bố sẽ là trưởng phòng, mẹ sẽ là trưởng phòng phu nhân, còn Bạch Tuyết sẽ là chú chó trưởng phòng rồi. Tại trường mẫu giáo Futaba, Kazama đang khoe bản thiết kế huy hiệu cho đội phòng vệ Kasukabe. Bạn nào cũng háo hức, Nene còn muốn gắn thêm váy viên ngọc vào cho lớp lánh nữa cơ đấy. Mà Shinosuke đâu rồi nhỉ? Shin bước vào lớp cùng với cô giáo. Cô thông báo với các bạn rằng gia đình Shin sẽ chuyển nhà ra nước ngoài. Ai cũng bất ngờ, đặc biệt là đội phòng vệ Kasukabe. Trong lúc ông nhỏ vẫn còn tâm trí đùa giỡn thì bên này tâm trạng Kazama như đang rối bời. Cậu ghen tị vì tớ sắp được làm quen với mấy chị gái xinh đẹp chứ gì. Kazama quát lên, vứt bản thiết kế lại, bật khóc rồi chạy đi mất. Cô Shin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gia đình nhà Nohara bắt tay vào công cuộc dọn nhà. Shin đến trường tạm biệt cô và các bạn. Đã đến lúc phải chia tay mọi người rồi. Đội phòng vệ nhí cũng chạy đến. Chỉ tiếc là thiếu Kazama. Nene thay Maso đưa quà cho Shin, nói đó là ý tưởng của Kazama đấy. À, thì ra là cái huy hiệu mà Kazama thiết kế. Mỗi thành viên đều có một cái, bao đoàn kết luôn. Mà Kazama đang làm gì vậy nhỉ? Kazama đang ngồi lặng thinh bên bàn học. Hì hục tìm bút thì vô tình chiếc huy hiệu của đội phòng vệ rơi ra. Trở lại với gia đình Nohara, Shin muốn ở lại Kasukabe cùng kết hôn với chị Nanako cơ. Nói nhanh nói cuội gì vậy bé ơi? Thôi, coi đây cùng mọi người là một bộ ảnh kỷ niệm nào. Gia đình Nohara nhanh chóng rời đi cùng những giọt nước mắt của người dân Kasukabe. Còn Shin cũng như đang ngóng trông ai đó. Bên ô cửa sổ của toa tàu, đôi mắt nhỏ bé phóng về phía xa. Đoàn tàu cứ thế xa dần, mà Shinosuke rời khỏi Kazama. Lo lắng con trai sẽ buồn, bố mẹ an ủi rằng đến Mexico sẽ có rất nhiều bạn mới này.
các cậu đang buồn như Kushin à? Ừ, tớ hiểu mà. Nhưng các cậu đã quên mất một điều, với Kushin, các chị gái mới là chân lý. Chẳng mấy chốc, cả nhà đã đặt chân đến Mexico, đất nước Nam Mỹ xinh đẹp. Trong lúc chờ xe buýt, nhà mình ra biển thư giãn tí nhở. Bố cho Shin xem hình ảnh ngôi nhà mới, cực kỳ lộng lẫy luôn nha. Yay, xe buýt đến rồi. Ủa mà sao bằng tay vậy ta? Chuyến đi cũng khá nhanh, từ chiều đến sáng hôm sau thôi chứ nhiều. Bé Hima quấy khóc làm cả nhà tỉnh giấc. Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Một nhân viên tên Jose đến đón họ về nhà mới. Cả nhà được ngồi trên một chiếc xe mui trần thế hệ mới. Nhà mới chắc là xịn sò lắm đây. Tớ nên nhận xét gì thì hay nhở? Thôi, bù lại thì mình có phong cảnh đẹp này, cuộc sống sẽ ổn thôi, nhỉ? Ok, bắt đầu cuộc sống mới thôi. Mỗi ngày đều như một vòng tuần hoàn. Bố đi làm, Shin đi học, mẹ Mise lại phải đèo mấy nhóc đến trường mẫu giáo mới. Một cô bé tóc cam ôm khư khư điện thoại, chả thèm quan tâm đến Shin. Thấy vậy, cậu nhóc lên bày trò chọc phá, mém rơi cái điện thoại của người ta. May là đỡ được đấy nhá. Hôm nay, mẹ Mise vừa tậu được chiếc xe mới toanh, nhưng có vẻ nó nặng hơn thường ngày. Thì ra là ông chú to con Mariachi đã ôm cây guitar ngồi phía sau hát hò. Thôi, tạm biệt chú thất nghiệp. Hì hục đạp mãi thì cũng đến được trường mẫu giáo Madekhalovaka. Ui, cô giáo xinh quá nhỉ. Cô cậu lại muốn cưới thêm vợ nơi đất khách đây mà. Thôi vào lớp học giúp tôi đi ông ơi. Cả lớp khởi đầu ngày mới bằng một điệu nhảy lắc mông cưng xíu. Shin hứa sẽ hộ tống cô Carolina đi lễ hội sương rồng. Bạch Tuyết được giao nhiệm vụ trông coi nhà cửa. Một đám chihuahua xuất hiện giành hết thức ăn của cậu rồi phủi mông bỏ đi. Bên này, công nhân đang thu hoạch quả sương rồng dưới sự chỉ đạo của thị trưởng. Họ nâng niu chúng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đủ hiểu nó giá trị ra sao rồi ha. Ông Nohara đến bàn bạc với thị trưởng về việc xuất khẩu mật hoa sang Nhật Bản. Tên thị trưởng là Duyaga Erendes, khá cộc cằn và không muốn tiết chuyện. Và tất nhiên là, nhanh chóng thôi, lời đề nghị của bố Hiroshi bị từ chối thẳng thừng. Hôm nay là ngày lễ hội sương rồng được diễn ra. Cả nhà Nohara cùng ra phố giải ngố tí. Ôi, cây kia to quá, hình như nó là một giống sương rồng mới. Ông thị trưởng vừa nói phải bảo vệ nó kỹ càng thì Kushin chào tót lên và tiện tay hái một quả. Nhìn cảnh này, ông bác mặt xanh như tàu lá chuối luôn. Lại khổ bố rồi đây. Lúc bấy giờ, trung tâm lễ hội đang diễn ra một trận đấu vật. Người dân gọi đó là Lucha Libre Mexico. Bông hoa sơn rồng cao nhất nổ rộ vàng óng, mọi sự chú ý đổ dồn vào nó. Đột nhiên, các nhà công ven đường bị bụi sơn rồng bên cạnh nuốt chửng. Shin đã nhìn thấy điều đó. Bất ngờ, cây sơn rồng khổng lồ bùm, những bụi cây con bắt đầu di chuyển. Lưỡi nó dài ra, vồ lấy người dân. Anh phụ tá nát đạn liên tục với những cây sơn rồng quái quỷ ấy. Ông thị trưởng vội vã ngăn anh ta lại và cảnh cáo người dân không được đăng bất kỳ tin đồn nào về chuyện này. Tưởng chừng chúng đã tan xương nát thịt cả, nhưng không, xương rồng có sức sống rất mãnh liệt. Các bạn đều biết điều ấy mà nhỉ? Chỉ cần ghép nhánh lại thì chúng sẽ được tái sinh rồi đấy. Chớp nhoáng, đợt tấn công thứ hai của xương rồng ăn thịt người bắt đầu. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tụi này ăn thịt anh phụ tá đầu tiên. Người dân thi nhau chạy toán loạn. Một đội quân xương rồng đuổi kịp gia đình của Shin và cô giáo, bao vây từ phía. Chuyện gì khó đã có anh lo. Jose đến rồi đây. Anh phi một mạch vào bọn quái vật đầy gai, hy sinh luôn chiếc mũi trần của mình. Và rất tiếc là anh cũng bị tụi nó ăn thịt, nhưng vẫn luôn miệng không sao đâu. Một đăng ký, một like cho sự kiên cường của anh nhá. Chạy được một lúc, cả nhà đã tìm ra chỗ trú ẩn. Đó là một quán rượu nhỏ ven đường. Những người may mắn trốn thoát đều tập trung tại đây. Theo lời một vị giáo sư, thì bọn sơn rồng vừa tấn công họ có thể chỉ là tay sai, thuộc hàng tôm tép, phục vụ cho nữ hoàng, tức là cây sơn rồng khổng lồ kia. Toàn thị trấn đã thất thủ, sóng đã bị ngắt, điện cũng bị cúp nốt, hoàn toàn bị cô lập. Thế mà thị trưởng vẫn ngoan cố bảo nơi này an toàn. Bố Hiroshi đề nghị mọi người rời khỏi thị trấn. Ông bố muốn ai đó giúp đưa mình đến trạm xe buýt, thế nhưng ai cũng từ chối. Lại khổ bố rồi đây. Bé Hima lại quấy, bố nhận trọng trách đi mua táo và sữa. Cô bé tóc hai chùm cũng xin đi theo để sạc pin. Siêu thị chẳng có một bóng người, nhưng lại lòi ra ông nhỏ Shin này. Đám sơn rồng ăn thịt cười cũng đã đặt chân đến đây. Bố Hiroshi bị sập hố vì nhập sơn rồng sát thủ với sơn rồng mô hình. Trí tưởng tượng phong phú phết. Hay, giờ mới là sơn rồng thật này bố ơi. Hai bên đua nhau chạy, mém nữa thì to đời rồi. Cũng nhờ bé Shin nhanh trí, ném đồ ăn đã mua từ siêu thị vào miệng của chúng đấy. Cả ba an toàn trở về căn cứ. Chưa nghỉ ngơi được 3 giây thì... Trời ơi, đám sơn rồng đã tràn vào quán rượu rồi. Mau chạy đến trạm xe buýt thôi. Bác tài xế bị thu hút bởi tiếng chạy như vũ bão. Bác bán thịt và ông giáo sư không may bị chúng ăn mất.
mọi người hỗn loạn lao lên xe buýt. Ông thị trưởng ra hiệu cho bác tài khởi hành luôn. Cũng may nhờ có cô giáo và chú đô vật đại bàng hoang dã giúp đỡ nên cả gia đình Nohara mới không bị bỏ lại. Hey, tạm thời an toàn rồi nhở. Shin và cô giáo lắc lư nhún nhảy trên nền nhạc của chú mariachi. Bố cũng nắm tay cho dâu dài ra nào. Trời ạ, chúng đã đuổi kịp chiếc xe rồi. Bát tài bị nó xử gọn, chiếc xe đang dần mất kiểm soát. Shin bỏ lên ghế lái, mọi trọng trách đặt lên vai cô cậu 5 tuổi. Nhờ sự hướng dẫn của bố mẹ, cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại. Những người may mắn còn sót lại rời khỏi xe, nhưng bọn sơn rồng sát thủ đã phục kích sẵn. Bỗng một tiếng nhạc từ radio vang lên, thu hút chúng. Nhân cơ hội bọn sơn rồng vẫn đang mải mê chiêu chiêu, mọi người lại tiếp tục chạy trốn. Họ ẩn nấp ở một vách đá và phân tích tình hình. Có vẻ như chúng có phản ứng đặc biệt với âm thanh. Chỉ cần không phát ra tiếng động thì thứ sinh vật lạ kỳ ấy sẽ không phát hiện ra chúng ta. Bỗng nhiên trên trời có tiếng trực thăng bay đến, thì ra là người của đài truyền hình. Con mồi béo bở thế này thì làm sao bọn phá man kia có thể bỏ qua được. Bọn chúng ghép lại với nhau tạo nên một khối cây khổng lồ, sơ tái chiếc trực thăng trong một nốt nhạc. Chỗ mà chúng ta đang đứng là công viên giải trí đang được xây dựng. Hoan nghênh mọi người đến Sabotenland của tôi. Shh, nói nhỏ thôi bác già ơi. Mọi người trú tạm trong một căn nhà gần đó. Shin tìm được một thùng chứa đầy thuốc nổ. Thế là bố Hiroshi đã vạch ra được một kế hoạch. Chúng ta sẽ sử dụng tiếng nổ để thu hút bọn chúng, tạo thời gian để mọi người chạy sang cầu. Nhìn hai anh em vui đùa bò trên sàn, mẹ Mise đã tìm ra hướng giải quyết. Ok, tiến công thôi. Bố Shin khởi động và cái thuốc nổ lên Sabo-chan. Ngay lập tức, bọn sơn rồng chuyển hướng sang người anh em của mình. Ông thị trưởng tiếc của chạy đi nhặt những quả sơn rồng còn sót lại, chẳng may làm chuyển hướng bay của Sabo. Nhờ phúc của ông ta mà mọi kế hoạch đổ sông đổ biển cả rồi. Cây cầu, niềm hy vọng duy nhất đã nổ tung. Lũ sơn rồng quái quỷ nhanh chóng tái sinh, lại phải cấp đích chạy thôi. Lúc bấy giờ, Bạch Tuyết đã nhận ra sự hiện diện của những sinh vật kỳ lạ. Cậu chó thành công hạ gục một cây xương rồng, giải nguy cho bọn Chihuahua ban nãy. Chúng nhìn Bạch Tuyết với con mắt ngưỡng mộ tuyệt đối. Có vẻ như anh bạn nhỏ đã thu nạp thêm ba đồ đệ mới rồi đây. Hai bác cháu chạy lạc đến cánh đồng ngô. Cũng may ông là nhân vật chính đấy nhá. Mọi người lo lắng cho cô Shin. Bố, mẹ và cô giáo xung phong đi tìm. Đi đến đâu cũng toàn là xương rồng với xương rồng. Nhờ cái chân thối mà ông bố thoát được kiếp nạn. Cả nhóm tìm được đến cánh đồng ngô, nhưng thứ họ thấy chỉ còn là cặp maraca bất ly thân của cậu Shin. Bên này, Shin ta ăn xong lại buồn tè. Bác mặt bự dùng quyền hạn của mình cho phép cô cậu giải quyết nỗi buồn ngay tại bãi cỏ. Ôi trời, lại là một cây xương rồng sát thủ. Bất ngờ chưa, nó đã bị nước tiểu của Shin tiêu diệt, cắt hết đường tái sinh luôn. Rất may, hai bác cháu đã trở lại tụ họp với mọi người. Khổ thân bác mặt bự bị bố Hiroshi cho một gậy vào đầu. Người ta đội cái non đáng yêu như thế mà bị nhầm thành xương rồng sát thủ, dỗi hết sức. Cậu bé kể cho cả nhà nghe về chuyện vừa xảy ra. Chính xác, bọn xương rồng này rất rất sợ nước. Ông thị trưởng vẫn ôm giấc mộng làm giàu từ đám quái vật này. Ông bảo có thể sống chung với chúng. Không khí trùng xuống khi cô bé tóc cam thổ lộ hết những suy nghĩ của mình. Được rồi, để giải cứu người dân phải hành động sớm nhất có thể thôi. Trước tiên phải tìm được nguồn nước đã. Ở núi Chichikika có đấy, cô Carolina nói. Vì mùa mưa, nước được bơm từ sông bên ngoài vào. Chỉ cần mở khóa thì một lượng nước lớn sẽ chảy theo đường ống. Về vị trí của khóa thì cô bạn Francisca cũng biết đấy. Ôi giời, giờ mới chịu tiết lộ tên đấy. Vậy làm sao để dẫn nước về phía xương rồng nữ hoàng đây? Chúng ta có thể sử dụng khinh khí cầu Sabo, thị trưởng Duyaka nói. Hai thanh niên cha tráng xung phong làm mồi nhử. Nghiêm túc nào. Và thế là đội phòng vệ Madekeo Leovaka được thành lập. Mặt trời đã mọc, trang bị vũ khí đã đầy đủ, lực lượng đã sẵn sàng. Tất cả mọi người bước vào chiến trường trong sự kiêu hãnh. Cô Carolina, chị Francisca và Shin sẽ lên núi để mở khóa nước. Bố mẹ Shin sẽ lo phần bơm nước cho khinh khí cầu. Còn lại hai ông chú lực lưỡng sẽ giải quyết bọn xương rồng sát thủ. Để đi đến quảng trường mà không phát ra tiếng động cũng hơi khó nhỉ. Cô Shin nảy ra ý kiến đi bằng mông. Tưởng không được mà được không tưởng. Hai ông chú thực hành ngay và luôn. Nữ chúa xương rồng ngày càng to ra. Chú Mariachi bắt đầu đàn hát. Tất cả xương rồng trong thị trấn đổ dồn về quảng trường. Trong lúc đó, nhóm của cô giáo đã đến chỗ khóa nước. Nhưng bọn chúng cũng đang chiếm đóng ở đây. Francisca đành hy sinh giấy yêu của mình. Chạy một mạch đến nơi khóa nước, cô giáo lực điền tận dụng trí thông minh và sức mạnh vốn có để phá khóa giữ chân bọn chúng. Hai chị em gắng sức kéo khóa. Ở phía dưới vách núi, bố mẹ Shin đã kịp vận chuyển chiếc khinh khí cầu đến đường ống. Nước đã chảy ra, rất thuận lợi là đằng khác. Nhưng mà ba cô trò đang bị đám xương rồng bao vây, phải liều mình chiều xuống thôi.
Hay quá, họ đã tiếp đất thành công. Đột nhiên, cả đám sơn rồng sát thủ tập hợp với trụ nữ hoàng, một quái vật sơn rồng khổng lồ xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ơ, tiếng gì vậy nhỉ? Là thị trưởng, có vẻ ông ấy đã nghĩ thấu rồi. Ông ta là chiếc cần cầu cùng với Sabo-chan để làm mồi nhử. Việc của bố Hiroshi là chuẩn bị khinh khí cầu cho tốt nhất. Trước mệnh lệnh của đội trưởng tự phong, mọi người tất bật vào vị trí hành động. 1, 2, 3 đấy. Đấy, cuối cùng nó đã trở được xuống dốc, kéo theo cùng cậu nhóc Shinosuke. Trái ngược với sự lo lắng của người lớn, ông nhỏ này tỏ vẻ khoái chí như đang chơi cảm giác mạnh vậy. Hai chiếc sừng rồng, một Ryu, một Fake đụng độ nhau, nhưng mà chân của sừng rồng nữ hoàng không có gai nên Sabo-chan chẳng tài nào vỡ được. Kushin vô tình rơi trúng chân của quái vật, bị nó ném tít lên 9 tầng mây. Với chiếc kim băng từ huy hiệu Kasukabe mà Kazama tặng, Shintaro lao xuống như một siêu nhân, đâm thủng khinh khí cầu. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, sương rồng nữ hoàng bị tiêu diệt, cầu vồng hiện ra ngay giữa bầu trời trong xanh. Kushin đáp xuống mượt mà như 4 tấm nệm bông siêu đáng yêu. Và thế là tất cả mọi người đều an toàn trở về. Sự bình yên, mộng mạc vốn có đã được khôi phục tại thị trấn Madekelovaka. Không còn sương rồng nữa, vậy là gia đình Nohara sẽ trở về Nhật Bản, trở về Kasukabe. Movie 23 kết thúc tại đây, xem Shin là cứ xác định cười bể bụng luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Nếu thấy hay, đừng quên like, đăng ký kênh và comment cho chúng mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!